Vụ 4 tiếp viên bị lợi dụng sách ma túy, công an hé lộ quá trình đánh án và bắt giữ 65 người trong đường dây. PKT. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT đây. Sau gần 6 tuần kể từ khi vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng sách ma túy từ Pháp về Việt Nam xảy ra, gần như mọi thông tin liên quan đến những người trong đường dây vận chuyển ma túy đều được giữ kín. Những bí mật xoay quanh quá trình đánh án của công an thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng cục hải quan gần như được bảo mật thông tin tuyệt đối. Và mới đây, thật bất ngờ ngày 26 tháng 4, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố 65 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm liên quan. Cụ thể, mở rộng điều tra 4 nữ tiếp viên hàng không xách 11kg ma túy, công an xác định đối tượng cầm đầu và việc làm rõ thêm 6 chuyến hàng kem đánh răng chứa ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Sáng 26 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin tiếp về vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, được phát hiện ngày 16 tháng 3. Theo đó, chỉ trong thời gian 30 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16 tháng 3 do các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Sau khi ma túy được vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, các nghi phạm thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh giao đến các địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Công an mở rộng điều tra thu giữ 51 kg ma túy và 2 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trước khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan điều tra huy động nhiều lực lượng điều tra viên, trinh sát của các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp sang Việt Nam. Đến sáng ngày 16 tháng 3, qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Sau đó, đơn vị này phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại. Các tiếp viên khai khi ở Pháp đã nhận mang 60 kg hàng hóa về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, họ chỉ xem xét qua loa vài tuyếp kem đánh răng, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy cho đến khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 17 tháng 3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Qua đó, cảnh sát bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy. Do vậy, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự 4 tiếp viên này. Họ bị xử lý vi phạm theo quy định ngành hàng không. Đáng chú ý, trong quá trình đánh án, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng, lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Đến tối ngày 22 tháng 3, sau 6 ngày điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên, khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ 2 nghi can liên quan vận chuyển số ma túy trên từ Pháp về Việt Nam. Việc trả tự do cho các tiếp viên căn cứ vào kết quả điều tra, xác định 4 tiếp viên không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp đã được giấu ma túy, do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại họp báo định kỳ tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 23 tháng 3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cho báo chí sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy. Yếu tố lỗi về mặt chủ quan tội phạm chưa được chứng minh nên không đủ cơ sở khởi tố bị can. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, việc khởi tố hành vi vi phạm pháp luật phải đảm bảo các yếu tố cấu thành. Tuy nhiên, trong sự việc 4 nữ tiếp viên, yếu tố lỗi về mặt chủ quan tội phạm chưa được chứng minh. Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan điều tra không chứng minh được căn cứ này nên không đủ cơ sở khởi tố bị can. Thượng tá Hà nói nếu các tiếp viên ý thức đó là vận chuyển ma túy sẽ không nhận tiền vận chuyển 10 triệu đồng.
bằng giá vận chuyển hàng tiêu dùng kèm đánh răng. Theo ông Hà, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra và khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chứng cứ khác, cơ quan sẽ tiến hành biện pháp điều tra làm rõ. Như vậy, ngoài việc lợi dụng 4 tiếp viên hàng không mang ma túy về nước, nhóm tội phạm đã 6 lần thuê người Việt Nam định cư tại Pháp xách hàng tương tự. Tiếp đến, đối tượng này sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện riêng, vận chuyển bằng đường bộ, giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tại đây, ma túy tiếp tục được chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, không liên quan đến các nữ tiếp viên nêu trên. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã được huy động tham gia điều tra mở rộng vụ án, đã tập trung xác minh, làm rõ từng đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phục vụ công tác truy bắt. Ngày 26 tháng 4, sau một tháng điều tra vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an thành phố và các cơ quan chức năng phát hiện thêm 6 chuyến hàng có chứa ma túy đã được đưa về nước trên cùng tuyến đường vận chuyển này. Ma túy được giấu trong các kiện hàng hóa, kem đánh răng, thực phẩm chức năng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố 65 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng, thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm, triệt để, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, phòng ngừa ngăn chặn việc người dân bị các đối tượng lợi dụng vô tình giúp sức cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị trong và ngoài ngành công an làm rõ thủ đoạn của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này. Ngoài việc lợi dụng 4 tiếp viên hàng không để vận chuyển ma túy giấu trong hàng hóa về nước, băng tội phạm này còn tìm kiếm những người Việt đang học tập định cư tại Pháp hay dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để thuê xách loại hàng này. Câu chuyện đánh án của Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, qua vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin người gửi, nguồn gốc hàng hóa nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy. Kịp thời thông tin đến cơ quan công an về các kiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường để xử lý theo đúng quy định. Nếu thấy tin tức này hữu ích, hãy like và subscribe cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.